khi mà cái tầm hiểu biết của mình chưa được nhiều thì mình đừng có liều. Liều đôi khi là nó sẽ mất. Mất giống như là mọi người chưa biết về đầu tư á, thì cả nhà đầu tư thì chắc chắn cả nhà mất rồi, đúng không ạ? Nếu mà đầu tư ai cũng giàu thì người ta đã đầu tư giàu hết rồi, đúng không ạ? Nên là mình chưa có hiểu về đầu tư thì không làm. Mình cứ học hỏi dần dần mình đi lên thôi. Từ cái quyết định nhỏ nhỏ trong gia đình. Ngày xưa thì đa số cái việc mà quyết định mua nhà, mua xe, hay là quyết định cho con cái ăn học tốt hơn, hay quyết định nghỉ việc là mình còn tham khảo, thăm dò ý kiến của người này người kia, đúng không ạ? Nhưng nếu bản thân mình cảm thấy là cái sự thay đổi đó nó tốt cho mình, cho gia đình của mình, cho cộng đồng xã hội thì mình cứ tự quyết định thôi. Em Hạnh mà nghỉ làm công ty, em Hạnh cũng tự quyết định thôi. Mình cảm thấy là không phù hợp, mình cảm thấy cái lựa chọn của mình tốt hơn thì mình làm. Em Hạnh mua nhà ở Sài Gòn luôn. Đó là mình cảm thấy an tâm và mình có thể là xây dựng được cái công việc kinh doanh của mình. Mình không còn lo lắng về nhà cửa nữa. Chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống tốt hay không. Chắc chắn là mỗi cái lựa chọn của mình nó sẽ không có đúng hay sai, mà nó phù hợp hay không thôi. Với cái hoàn cảnh đó, với cái tư duy của mình lúc đó, nó sẽ là đúng, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì mình thay đổi tư duy của mình rồi thì nó không còn phù hợp nữa. Đó là bình thường. Nên là lựa chọn không có đúng, không có sai. Nên mọi người đừng có bao giờ mà trách móc về những cái lựa chọn của mình. Mình ngày xưa tại sao mình lại yêu cái người này? Tại sao mình lại làm cái công việc này? Vậy tại sao mình lại cưới cái người này? Không có đúng, không có sai cả nhà. Đó là lựa chọn của mình phù hợp với mình lúc đó thôi. Và mỗi lựa chọn sẽ cho mình cuộc sống, cuộc đời nó khác nhau. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta cứ áp đặt mình vào cái lựa chọn đó, mà mình sẽ là thay đổi. Mình phát triển, mình học hỏi, mình thay đổi dần dần. Chẳng có đúng có sai, cũng chẳng có phải là thất bại hay không thất bại. Mà có lúc thất bại, có lúc không là do tư duy và trình độ của mình lúc đó thôi. Và mình mong muốn nó phát triển hơn và lựa chọn đúng hơn thì mình học hỏi nhiều hơn. Học hỏi có thể từ là sách vở, từ mọi người xung quanh, từ thầy cô đó, rất là nhiều để môi trường để mình phát triển học hỏi. Và qua những cái bài học thất bại thì mình mới có rút ra được những bài học thành công. Mình có thể là vững bước hơn trên con đường của mình, đúng không ạ? Nên là lựa chọn công việc hay là nghề nghiệp hay là hôn nhân gia đình, nó không có đúng có sai, mà nó chỉ là phù hợp hay không thôi. Và việc của mình là cứ thế học hỏi và phát triển. Mình đừng có trách móc về quá khứ, không bận tâm quá nhiều về tương lai, cứ tập trung vào hiện tại. Mình phát triển thôi. Thì tùy môi trường mọi người sẽ phát triển nó khác nhau. Nên là mọi người đừng có nhìn người khác phát triển mà mình giống như là mình đừng có nhìn người khác phát triển quá mạnh, quá giàu, mà mình nghĩ lại bản thân mình, ôi tại sao mình không được như thế. Thì mình phải tùy vào bản thân mình thôi cả nhà. Tùy vào bản thân mình thôi. Ai ở môi trường đó thì phát triển được, còn ai không chưa ở môi trường đó thì mình chưa phát triển thôi. Mình phải có thời gian ở trong môi trường thật đủ lâu, đủ dài thì mình mới phát triển, đúng không ạ? Ví dụ như tại sao có nhiều người lên làm video, làm live stream, người ta nói rất là rành rọi và rất là sành sỏi không? Tại vì người ta đã tiếp xúc với môi trường này rất là nhiều rồi. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng mà. Nên là người ta đã online rất là nhiều rồi thì người ta sẽ tự tin và người ta nói chuyện thoải mái thôi. Còn mình chưa online nhiều thì chắc chắn mình chưa tự tin được. Nên là mọi người đừng có so sánh với bất cứ ai hết. Mọi người chỉ so sánh bản thân mình với chính mình thôi. Mỗi ngày mình cứ rèn luyện thì mình sẽ quen, sẽ làm được thôi. Không ai mà tự dưng mà lớn lên và biết đi hết. Chúng ta phải ngồi, bò, đúng không ạ? Rồi trườn thì chúng ta mới đi được, đúng không ạ? Mới đứng đi được. Nên là mọi người chưa online giỏi, không biết làm kinh doanh online, nhưng mọi người từ từ, mình học hỏi dần, mình cứ làm nhiều thì mình sẽ thành thạo thôi cả nhà. Đó, rất là đơn giản như vậy. Nên là không có gì khó, kỹ năng rất là dễ phát triển. Mình làm nhiều mình phát triển thôi. Kỹ năng làm video, làm live stream hay là kỹ năng nói chuyện trước công chúng, mọi người làm nhiều thì mình nói được thôi. Chứ mà mình ít làm thì mình sẽ ngại, mình không nói được. Đó, rất là đơn giản. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Môi trường nào sẽ quyết định vận mệnh của con người đó. Mình ví dụ là mình tiếp xúc với mọi người rất là nhiều bên ngoài, nhưng mà lên online không tự tin thì do mình không ít tiếp xúc với online thôi, đúng không ạ? Đó, nên mọi người đừng có so sánh với bất cứ ai cả. Mình cứ so sánh với bản thân mình thôi. Cứ từng bước mình đi lên thôi cả nhà nhá. Mình ở trong môi trường nào thật nhiều thì chúng ta mới là thành thạo được cái kỹ năng đó nhiều. Nên mọi người chưa làm được video, chưa làm live stream, chưa thu hút được khách hàng thì mình chưa làm đủ nhiều thôi. Còn cứ từ từ dần dần ai cũng sẽ phát triển. Đủ nắng đủ gió hoa mới nở, đủ yêu thương thì hạnh phúc đong đầy. Mọi nỗ lực của chúng ta cũng sẽ được đền đáp xứng đáng thôi cả nhà. Giống như có nhân sẽ có quả thôi. Mình nỗ lực hết mình thì chắc chắn là sẽ có ngày mình gặt được quả, nhưng mà quả nhiều hay ít thôi. Mình nỗ lực đúng nơi đúng chỗ, xứng đáng thì mình sẽ nhận được quả. Đang làm kinh doanh, mình muốn là được nhiều người biết tới, mình thu hoạch kết quả nhiều thì bản thân mình phải gieo nhiều, mình xuất hiện nhiều trên các trang mạng,
mình xuất hiện nhiều trên video, trên live stream thì chắc chắn nhiều người biết tới mình. Mình có giá trị thì người ta sẽ thích mình, người ta yêu quý mình, rồi tin tưởng mình, người ta mới mua hàng. Thì dần dần chúng ta sẽ ai cũng sẽ phát triển được thôi. Theo thời gian và theo cái sự phát triển của mình nâng tầm cái giá trị kiến thức của mình lên thì mình sẽ có cái thu nhập, cái thành quả trong cái công việc của mình. Bất cứ cả cuộc sống, hôn nhân hay là kinh doanh nha cả nhà. Cả nhà cứ áp dụng vào cho em Hạnh là mình cứ gieo hạt yêu thương rồi mình giúp đỡ, chia sẻ giá trị cho cộng đồng, cho ba mẹ, cho anh chị em thì chắc chắn là mọi người sẽ quay lại giúp đỡ và yêu quý mình thôi. Đơn giản như vậy thôi cả nhà. Mệnh thì tại thiên nhưng vận thì tại nhân. Tất cả mà chúng ta đều có mục đích chung là kiếm tiền. Và chúng ta, phương tiện chúng ta kiếm tiền khác nhau sẽ đưa đến cho chúng ta một cuộc sống nó vất vả, trơn chuyên hay là sung sướng và quý, cao quý. Đúng không ạ? Đó, nên là anh chị em nào chúng ta đều có quyền quyết định cuộc đời của mình hết. Lựa chọn là của mình nhé cả nhà. Nghèo hay khổ là do mình lựa chọn. Nên là anh chị em mình muốn sống sung sướng hơn thì mình cứ lựa chọn những điều tốt nhất cho mình nhé. Em Hạnh xin phép kết thúc live stream tại đây nha.